Ngài Tuyên Hóa giới thiệu Quả Khanh, bản ghi chép của vàng Phật Thánh Thành. Các vị thiền tri thức, chư vị đồng tu, mọi người tại vàng Phật Thánh Thành phải hiểu vì sao mình tới đây. Thế giới này rộng lớn, nhưng vì sao chúng ta lại tụ hội cùng nhau ở đây? Chính là nhờ thiện căn chín muồi, nên nay chúng ta mới được tụ hội bên nhau để cùng chỉnh sửa mài dũa, cùng dũng mãnh tinh tấn tu không thối chuyển, để sau này vĩnh viễn giải hết mọi khổ đau. Tôi lúc nào cũng nhắc, chịu khổ là giải khổ, hưởng phúc là tiêu phúc. Bạn gặp khổ, nếu không chịu đón nhận thì khổ sẽ kéo dài mãi. Bạn có phúc thì không nên hưởng tận, như vậy thì phúc sẽ còn hoài. Tôi thuyết pháp cứ nhắc mãi điều này vì sợ quý vị quên. Chứ vị phải ghi nhớ mấy câu này thì khổ gì cũng có thể kham được, nhẫn được. Tiếp theo, tôi xin nói về cư sĩ Duy Ma Cật. Khi ông bệnh, các bậc A-la-hán chẳng ai dám đến thăm, bởi hỏi han gì đều bị ông quở. Hàng Bồ-Tát cũng có nhiều người không dám đi. Cuối cùng, chỉ có Bồ-Tát Văn Thù đến, cùng ông bàn bí quyết tu. Hai bên hổ tương giải đáp. Ai chưa xem qua kinh Duy Ma Cật thì hãy nghiên cứu đoạn văn này. Nếu xem rồi thì nên đào sâu thêm. Vì sao tôi nhắc đến cư sĩ Duy Ma? Bởi hôm nay tôi đã mời được Dương cư sĩ từ Thiên Tân qua đây. Ông tên Dương Tác Tướng, đã hết lòng nghiên cứu các sách khai thị và những bộ kinh Phật tôi giảng. Không phải ông đã xem hết hoàn toàn, vậy mà ông có thể thâm nhập kinh tạng và giáo hóa nhiều người thành công. Ở Thiên Tân đã có hơn 100 người nhờ sự dẫn dắt của ông mà phát tâm tin Phật. Tin Phật là chuyện rất bình thường. Việc thu phục hơn 100 người đâu phải là chuyện gì to tát đáng nói. Bởi chúng ta đi khắp nơi cũng có thể gom được mấy trăm người tin Phật. Nhưng xét ra ở Trung Quốc đại lục, tuy nói là tự do tôn giáo, nhưng chẳng tôn giáo nào dám công khai truyền bá. Vì vậy mà việc Dương cư sĩ quá độ được hơn 100 người vào thập niên 90 lúc đó có thể nói là kỳ tích. Nhóm người học Phật này thường tụ hội tại Tư Gia cùng thọ giáo Phật Pháp với Dương cư sĩ. Điều đáng nói là dưới trướng quá độ của ông đã có hơn 20 vị chứng đắc Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Cảnh Thông, nghĩa là họ đắc đủ các loại thần thông. Nhưng bọn họ vốn không phải là người xuất gia, chỉ là người tại gia thôi. Nhờ thành tâm, thành ý, nghiên cứu thực hành Phật Pháp mà đắc được công phu kia. Xin giải thích về ngũ thông. 1. Thiên Nhãn Thông. Người chứng được Thiên Nhãn Thông có thể nhìn thấy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. Trong hàng đệ tử của Phật, Tôn giả A Na Lục là bậc đứng đầu về Thiên Nhãn Thông. 2. Thiên Nhĩ Thông. Chứng được Thiên Nhĩ Thông thì có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận 3.000 đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời. 3. Tha Tâm Thông. Đây là khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Tất cả những việc mà quý vị dự tính trong đầu định sẽ thực hiện thì cho dù quý vị chưa hề thổ lộ với ai cả, nhưng người đã chứng đắc Tha Tâm Thông vẫn có thể biết rõ. 4. Túc Mạng Thông. Người chứng đắc Túc Mạng Thông có khả năng biết được tất cả những việc thiện cũng như ác mà quý vị đã tạo tác trong các đời trước. 5. Thần Cảnh Thông, cũng gọi là Thần Túc Thông hoặc Như Ý Thông. Chữ thần chỉ cho một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Chữ cảnh là chỉ cảnh giới. Còn chữ thông có nghĩa là thông đạt vô ngại. Thí dụ, tuy bức tường chắn ngang gây trở ngại, nhưng nếu quý vị khoét một lỗ hổng thì sẽ được thông. Tương tự như thế, bức tường vô minh gây chướng ngại, song nếu chúng ta có thể dùng gươm trí huệ để phá vỡ bức tường đó thì sẽ được thông suốt. Vì vậy, khi nghe ai có trí huệ thần thông, bạn đừng dội cho họ là ma. Muốn biết có phải là ma không
thì bà hãy nhìn quan sát xem họ có còn tham tài, tham sắc, tham danh lợi hay không, và nhớ lấy đây làm tiêu chuẩn để phân biệt. Có 7 cách để quý vị nhận ra tà sư. 1. Thầy cho phép nam nữ phóng túng, tư tình tà dục, dùng đây là mồi nhử để thu hút đồ chúng và gọi đó là phương tiện cứu thế gian. 2. Thầy khoe rằng mình có thể dùng bùa chú và thần tài để giúp đồ chúng giàu có, cố ý khơi gợi lòng tham nơi họ. 3. Thầy khuyến khích giết chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, còn tuyên bố rằng mình có thể dùng bùa chú để cứu những vong linh bị ăn kia. 4. Thầy biểu diễn những kiểu tu khổ hạnh kỳ dị, tự làm tổn thương mình để kích động tâm chúng sinh, và nói làm vậy để chịu khổ thay cho chúng sinh. 5. Thầy dùng thần thông để thu hút những chúng sinh có lòng hiếu kỳ, xúi dục họ làm điều trái đạo. 6. Thầy tự ý thêm bớt, sửa đổi các quả vị tu trong Phật giáo, giải lệch lạc ý nghĩa, tính giải tu chứng, và tự phong mình là giáo chủ. 7. Thầy tự lập tông phái, xưng là giáo chủ, trong khi bản thân không rành, chẳng có chút căn bản về giáo lý Phật. Phải biết, kẻ hủy diệt Phật Pháp chính là đệ tử Phật, kẻ mặc áo cà sa mà làm không đúng Pháp, chứ không phải là các giáo phái khác. Trong kinh nói rằng, những biểu hiện suy tàn trong thời kỳ mạt Pháp có thể nhận thấy ở khắp nơi. Việc có người dùng tri kiến sai lệch của mình để phản đối kinh Lăng Nghiêm và tuyên bố rằng kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà và nhiều bộ kinh khác cũng như Đại Thừa Khởi Tín Luận đều là giả mạo, đây chính là hiện tượng của thời kỳ mạt Pháp. Nếu không còn ai tu hành, không có người nào đọc tụng và học thuộc kinh Lăng Nghiêm thì đó là thời kỳ mạt Pháp. Bởi trong kinh Lăng Nghiêm có tứ chủng thanh tịnh minh hối, 4 lời dạy về tính thanh tịnh, giảng rõ về tứ trọng giới, sát, đạo, nhâm, vọng, 50 loại ma ngũ ấm. Chú giải rõ về thiên ma, ngoại đạo, rất cặn kẽ tỉ mỉ. Cả hai phần này đều nói rất rõ ràng. Khi nào không còn người giữ giới thì lúc đó là thời mạt Pháp, giới còn tức là Phật Pháp còn. Bao năm nay, tôi luôn chờ được nhìn cảnh Phật giáo độ thanh niên làm rạng rỡ cho Phật giáo. Đợi đã lâu rồi, bây giờ hiện có nhóm người ở Thiên Tân vốn cùng tôi có duyên sâu, nên tôi muốn mời họ qua Mỹ. Nhưng việc tốt luôn gặp lắm giũa mài, vì lúc đi thị thực giấy tờ bị đại sứ quán từ chối. Mặc dù gặp trục trặc như thế, tôi vẫn không nản lòng, cứ tiếp tục phấn đấu, lo nghĩ cách tiếp. Cuối cùng cũng xin visa được cho 7 người và thỉnh được họ qua đây, chuẩn bị khai mở đại hội thảo luận nghiên cứu tôn giáo, cùng thực hiện phương kế cứu đời giúp nước giúp dân, khiến chúng sinh ly khổ đắc lạc. Việc này rất quan trọng, mỗi người chúng ta đều phải gánh trọng trách hộ vệ đạo tràng, không nên thối tâm lười nhác. Quý vị phải nỗ lực tinh tấn tu cho thành tựu rồi mới có thể hoằng dương đạo pháp tốt. Như tôi đã nói, người ta ai cũng có ngũ nhãn. Nếu nghe vậy, ắt sẽ có người hỏi, vậy sao tôi không có? Không phải bạn chẳng có, mà do bạn không bảo hộ tâm tốt, không tu tốt mà thôi. Ai cũng có đủ ngũ nhãn, nhưng do mỗi người chúng ta chẳng biết tu trì nên không nhận biết. Do vậy mà, người ta hễ tu thì thành Bồ Đề, A-La-Hán, còn mình tu vẫn cứ là kẻ mắc mù, vì không thể khai ngũ nhãn. Nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, do không khai mở được nên mới hay nghi ngờ những người có thần thông. Riêng nhóm người ở Thiên Tân, do quả khanh quá độ, có hơn 20 người đắc ngũ nhãn, chính nhờ họ quá thành tâm, quá tha thiết hành trì, hết lòng tôn kính Phật, lúc nào họ cũng lo tu niệm miên mật nên mới đạt được thành tựu tốt như thế. Vậy thì dạng người nào mới không thể khai mở? Chính là kẻ không thành tâm, không tu, không tin. Nếu bạn sinh chút tâm nghi, chẳng chịu tu hành, ắt chẳng có kết quả nào. Tôi hy vọng chư vị đều lập chí phục vụ Phật giáo, làm việc cho Phật giáo, lo độ hóa chúng sinh, khiến hạt giống Phật được lưu truyền rộng khắp.
Dương cư sĩ có khả năng quá độ rất mạnh. Tôi mong Dương cư sĩ sẽ chia sẻ kinh nghiệm tu quý báu của ông đến mọi người, khiến tất cả tăng thêm tính tâm, quý thọ Phật pháp, tha thiết tu trì thành tựu tốt. Ha ha ha,